Chào mừng các bạn đã đến với những bản tin mới nhất của Bóng Đá Today. Hãy cùng ấn đăng ký và ấn chuông để cùng cập nhật những bản tin mới nhất về bóng đá các bạn nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn sẽ đến với những tin tức chính sẽ có trong ngày hôm nay. Chi 40 triệu bảng, Man United ký liền tay đá tảng Serie A. Đội hình dự kiến Man United Liverpool, Fernandes, Pogba và Cavani trở lại đá chính. Cán mốc 100 bàn cho Juve, Ronaldo đi vào lịch sử. Sốc, Real sinh biến, Marcelo bật Zidane ngay trên sân tập. Quỷ đỏ đang lên kế hoạch bổ sung nhân sự cho mặt trận phòng ngự. Bên cạnh kế hoạch kích nổ bom tấn Jadon Sancho, kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, Man United cũng rất chú tâm vào công cuộc nâng cấp hàng phòng ngự. Dù thời gian qua, cặp đôi Harry Maguire và Victor Lindelof đã thi đấu gắn kết hơn và ít mắc sai lầm hơn, tuy nhiên Quỷ đỏ vẫn cần chiêu mộ thêm một trung vệ đẳng cấp để tạo nên sự cạnh tranh cho bộ đôi này, đồng thời giúp huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer có thêm những sự lựa chọn trong việc bố trí đội hình. Theo nguồn tin từ Sky Sports News, Quỷ đỏ đang hướng tầm ngắm đến một cái tên khá lạ lẫm trên thị trường chuyển nhượng, đó là cầu thủ thuộc biên chế của Atalanta, Cristian Romero. Trung vệ người Argentina chuyển đến đầu quân cho Atalanta từ Juve vào phiên chợ hè năm ngoái trong một bản hợp đồng theo dạng cho mượn. Tại đây anh thường xuyên được trao cơ hội và nhanh chóng thể hiện những tố chất của một trung vệ hàng đầu. Trước những màn trình diễn ấn tượng của Romero, nhiều khả năng Atalanta dự định sẽ mua đứt cầu thủ này vào cuối mùa giải với mức phí rơi vào khoảng 25 triệu euro. Tuy nhiên họ cũng sẵn sàng chia tay anh ngay lập tức nếu Man United đồng ý chồng lên bàn đàm phán số tiền 40 triệu euro. Được biết ngoài Quỷ đỏ, thời gian qua Real Madrid cũng bắt đầu quan tâm lên phương án tiếp cận Romero bởi nhiều khả năng họ sẽ phải bán Rafael Varane vào mùa hè này do không thể thuyết phục đá tảng người Pháp gia hạn hợp đồng. Ở trận đấu bù giữa MU và Liverpool tại vòng 34 ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 2 giờ 15 phút ngày 14 tháng 5, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer sẽ chắc chắn đưa các trụ cột Bruno Fernandes, Paul Pogba và Edinson Cavani trở lại đội hình xuất phát. Trong màn so tài với Leicester City, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer bố trí đội hình xuất phát của MU với 10 sự thay đổi so với trận thắng Aston Villa trước đó không lâu. Đây là giai đoạn nhạy cảm của MU bởi họ phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc và Solskjaer không thể lúc nào cũng tung đội hình tối ưu vào sân. Ở màn so tài sắp tới với Liverpool đêm nay, MU chắc chắn sẽ vẫn không có sự phục vụ của trung vệ thủ quân Harry Maguire vì tổn thương dây chằng mắt cá chân. Có khả năng Maguire sẽ trở lại đội hình MU vào cuối tháng 5 khi đội nhà đấu với Villarreal ở chung kết Europa League. Ngoài Maguire thì Daniel James, Phil Jones và Anthony Martial cũng đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Tin tốt cho MU và Martial khi ngôi sao người Pháp có thể quay trở lại trước khi mùa giải này hạ màn. Trước đối thủ Liverpool, Solskjaer chắc chắn sẽ tung ra đội hình tốt nhất hiện nay. Ở vị trí người gác đền, Solskjaer sau khi trao cơ hội cho David De Gea ở trận thua Leicester City thì chiến lược gia người Na Uy nhiều khả năng sẽ để Dean Henderson trở lại bắt chính. Bộ tứ vệ sẽ gồm Wan-Bissaka, Lindelof, Bailly và Luke Shaw. Cặp tiền vệ trung tâm sẽ là Fred McTominay. Trong khi đó, Edinson Cavani sẽ thay Mason Greenwood đá cắm. Còn hỗ trợ anh sẽ gồm có Marcus Rashford, Bruno Fernandes và Paul Pogba. Những cầu thủ trẻ đá tốt ở trận đấu gặp Leicester City như Amad Diallo hay Anthony Elanga có khả năng sẽ có tên trong danh sách đăng ký. Juve có chiến thắng 3-1 trước Sassuolo để hy vọng giành vé Champions League mùa sau, còn cá nhân Ronaldo đã đạt cột mốc đáng tự hào. Vòng 36 Serie A mùa giải năm nay, Juve có chuyến làm khách trước Sassuolo và giành chiến thắng 3-1 để tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua giành vị trí trong top 4, qua đó có vé dự Champions League mùa sau. Rabiot, Ronaldo và Paulo Dybala là những người đã lập công cho bà đầm già thành Turin, trong khi bàn thắng danh dự của Sassuolo được ghi do công của Raspadori. Với cá nhân CR7, bàn nhân đôi cách biệt, trận đấu chính là pha lập công thứ 100 của siêu sao người Bồ Đào Nha cho Juventus. Điều đáng nói, Ronaldo đạt cột mốc này nhanh nhất chỉ sau 3 mùa giải. Trong lịch sử Juve, chưa từng có cầu thủ nào ghi 100 bàn trong thời gian ngắn như vậy. Ngay cả những huyền thoại như Sivori, Bajo hay Platini cũng không làm được. Bên cạnh đó, Ronaldo cũng là cầu thủ đầu tiên ghi được 100 bàn ở 3 quốc gia. Trước đó, CR7 ghi 118 bàn ở nước Anh, 450 bàn ở Tây Ban Nha. Trong màu áo của đội tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo cũng đã có tới 103 pha lập công. Trong số 100 bàn thắng của CR7 có 93 bàn diễn ra trong vòng cấm. Ronaldo hưởng lợi rất nhiều từ penalty khi có tới 29 bàn từ khoảng cách 11m. CR7 ghi 61 bàn bằng chân phải, 21 bàn bằng chân trái và 18 bàn bằng đầu. Ngoài Ronaldo, người đồng đội Paulo Dybala cũng đạt cột mốc 100 bàn cho Juve.
Thật thú vị, trước đó Dybala và Ronaldo từng thách đố nhau xem ai là người chạm mốc này trước tiên. Trong số 100 bàn của Dybala thì có tới 30 bàn ngoài vòng cấm, 11 đến từ cú sút phạt trực tiếp, trong khi phạt đền chỉ đóng góp 19 bàn. Dybala là cầu thủ một kèo đích thực với 88 bàn thắng bằng chân trái và chỉ 12 bàn bằng chân phải. Trong hai vòng đấu cuối, Juve sẽ chạm trán với Atalanta và Bologna. Các fan Juve hy vọng Ronaldo và Dybala sẽ tiếp tục tỏa sáng để giúp Bianconeri có vé dự Champions League mùa sau. Dù từng là trò cưng của Zidane, song mới đây, hậu vệ người Brazil lại có hành động khó tin với chính vị thuyền trưởng này. Mùa giải năm nay, Ferland Mendy luôn được xem là sự lựa chọn hàng đầu của huấn luyện viên Zidane trong vai trò hậu vệ trái. Tuy nhiên, với việc tài năng trẻ người Pháp dính chấn thương và phải ngồi ngoài cho đến hết mùa giải, thuyền trưởng của Real Madrid buộc phải trao cơ hội cho lão tướng Marcelo. Dù không còn ở đỉnh cao phong độ, tuy nhiên bằng kinh nghiệm cùng khả năng phán đoán tình huống tốt, ngôi sao sinh năm 1988 vẫn có thể thi đấu tròn vai. Mặc dù vậy, theo nguồn tin từ Goal, mới đây anh đã bị Zidane thẳng tay gạt tên khỏi đội hình tham dự cuộc đụng độ với câu lạc bộ Granada do màn tranh cãi nảy lửa với chính thuyền trưởng câu lạc bộ. Trong buổi tập diễn ra vào thứ ba, tuyển thủ người Brazil tỏ ra không bằng lòng trước những quyết định về chiến thuật và cách sắp xếp đội hình của Zidane. Từ đó, mâu thuẫn đã xảy ra. Goal tiết lộ rằng Marcelo không phải là cựu binh duy nhất bất bình trước những quyết định đến từ vị huấn luyện viên từng giúp Real giành 3 chức vô địch Champions League liên tiếp. Để thay thế Marcelo, nhiều khả năng Zizou sẽ cân nhắc trao cơ hội cho tài năng trẻ Guti Ere. Cầu thủ mới chỉ có 3 lần góp mặt tại đội 1 của Real Madrid. Tiền đạo 36 tuổi có thể không còn chơi cho Juve ở mùa bóng 2021-2022. Nguyên nhân nằm ở thành tích bết bát của ba đầm già. Cristiano Ronaldo đang đứng trước nguy cơ không thể góp mặt ở Champions League lần đầu tiên trong sự nghiệp. Đây là điều khó chấp nhận đối với một siêu sao như CR7. Trong buổi trò chuyện với TalkSport, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết nếu Juve không thể giành vé dự Champions League mùa tới, Ronaldo sẽ yêu cầu được ra đi. Đội bóng nào muốn chiêu mộ CR7 hãy nhớ rằng anh ấy đang hưởng mức lương lên đến 30 triệu euro mỗi năm. Với tình hình tài chính khó khăn hiện tại, thật khó để một câu lạc bộ có thể đáp ứng cho CR7 mức thu nhập này. Nhà báo người Italia nói thêm, Juve đang đứng thứ 5 tại Serie A với 69 điểm, kém nhóm dự Champions League 3 điểm. Thầy trò huấn luyện viên Andrea Pirlo không có quyền tự quyết, họ chỉ còn cách giành chiến thắng trong 3 vòng còn lại và hy vọng Napoli sải chân. Sau khi mùa giải 2020-2021 khép lại, đội hình Juve sẽ có nhiều sự thay đổi. Gianluigi Buffon thông báo không ở lại Turin, trong khi Alvaro Morata, Chiellini, Pinsoglio sẽ hết hạn hợp đồng. Ngoài nguy cơ không được dự Champions League, Juve còn đối mặt với việc bị gạch tên khỏi Serie A. Liên đoàn bóng đá Italia tuyên bố sẵn sàng gạch tên lão bà nếu câu lạc bộ này tiếp tục ủng hộ kế hoạch tổ chức Super League. TalkSport cũng lo ngại về một cuộc khủng hoảng nhân sự tiếp theo sẽ xảy ra nếu Juve phải xuống chơi tại Serie B mùa tới. Hè năm 2006, Bianconeri đã mất hàng loạt trụ cột sau khi rớt hạng vì bê bối Calciopoli. Những cái tên rời đi gồm Zlatan Ibrahimovic, Patrick Vieira sang Inter, Emerson, Fabio Cannavaro sang Real Madrid, Zambrotta và Thuram sang Barca, trong khi Adrian Mutu thì sang Fiorentina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe bản tin ngày hôm nay và cùng theo dõi kênh Bóng Đá Today để cùng cập nhật những tin tức mới nhất trong giới thúc cầu các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.